Sống lời Chúa. Thứ năm tuần 30 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 13, câu 31 đến câu 35. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện những người Pha-ri-siêu đến khuyến cáo Chúa Giêsu về mối nguy hiểm đang chờ đợi Ngài. Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông. Chúng ta ngạc nhiên vì những người Pha-ri-siêu đến giúp Chúa Giê-xu, vì thường họ là những người chống lại và muốn giết Chúa Giê-xu hơn bất cứ ai. Điều này chúng ta suy nghĩ và điều chỉnh cách sống của mình. Nhiều khi chúng ta đóng khung tha nhân trong suy nghĩ của mình và không cho họ có cơ hội thay đổi. Hãy nhớ rằng không ai làm thánh mà không có kinh nghiệm của một tội nhân. Trong câu Chúa Giêsu trả lời cho những người Pha-ri-siêu: các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Ngài khẳng định thái độ vâng phục Thiên Chúa hơn là nghe theo lời con người. Chúa Giêsu cho biết trong 3 ngày Ngài sẽ hoàn tất công việc của Ngài. Là những môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cầu xin ơn Chúa để có thể lội ngược dòng, sống bình an thánh thiện dù bao nhiêu cản trở. Tin mừng kết thúc với những lời đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho Jerusalem, thành của Thiên Chúa và con cháu của thành. Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Jerusalem không chỉ là nơi Chúa Giêsu bị giết, nhưng cả những người được sai đến với thành và con cháu của thành. Hình ảnh gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh cho chúng ta thấy một Chúa Giêsu đầy yêu thương. Ngài chăm sóc và bảo vệ những ai thuộc về Ngài. Ngài luôn yêu thương họ và sẵn sàng chịu mọi sự để cho họ được bình an. Chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc và bảo vệ những ai thuộc về mình bằng cách yêu thương và sẵn sàng chịu mọi khó khăn để mang cho họ sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa. Amen.